cuộc đời. Khi xa em rồi, anh biết yêu thương ai. Lên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời em ơi, ta sống tuyệt vời. Ban tổ chức hát xong rồi, xin mời quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay nhiệt tình đứng nữa, đúng không ạ? Và xin cảm ơn những tràng vỗ tay rất là giòn giã của toàn thể quý vị đã động viên kịp thời cho những người làm chương trình như chúng tôi để thêm phần không khí sôi động nhất tại gia đình nhà trai. Và xin thưa toàn thể các cô ông của bà và xin thưa quý vị kính mến, vừa rồi quý vị được chứng kiến đôi dâu chú rể đã vào trong nhà làm thủ tục thắp hương ít bái gia tiên đổ đường để bày tỏ lòng thành kính thương bà tổ tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Và xin thưa toàn thể các cụ ông của bà và xin thưa quý vị kính mến, thật đúng là một lòng thì đi hội cầu may, để cho cái sắc gặp trai tài, nên trai đứa phải lòng ai đó, và nên trai đó phải lòng ai. Kính thưa quý vị kính mến, và mới một tháng nay thôi, ban tổ chức có nghe một cái tin rất là vui như thế này ạ. Và đồn rằng trên quê hương Phú Thọ thân yêu, có một làng công chúa tên là Thùy Linh rất là xinh đẹp, tuyệt trần, nàng nổi tiếng vì hiền lành nết na. Và đồn rằng tiếp ở xứ xa có bốn anh mang châu vàng ngựa bạc đến đón nàng như làng đâu có yêu ai. Ví dụ anh Hạ quê ở Gia Lai, đẹp trai tài tán mà cũng không cơ được làng. Hay anh Thu chủ một tiệm vàng nhà ở Tít Hà Nội, nhưng làng Linh này làng đâu có yêu. Hay anh Đông thì đang ở Bạc Liêu, bố làm giám đốc, tiền tiêu dài dài. Và anh Xuân thì đang ở nước ngoài, tiền tiêu bằng đô la Mỹ, có nô đài nguy nga. Nhưng làng Linh nàng bảo rằng là
tin tai địa vị chẳng qua là thường. Và nói về chú rể thì mọi hôm thì ban tổ chức nhìn thấy chú rể là rất là đẹp trai, nhưng mà hôm nay đẹp trai thật. Kính thưa quý vị, kính mến, và hôm nay chú rể có đẹp trai phong độ không ạ? Vâng, đúng không? Đẹp trai lồng lộng, bao nhiêu cô gái mơ mộng đòi ôm lấy mình ạ. Ví dụ cô Hoa quê ở Linh Bình, Á Khôi cấp tỉnh yêu chàng này chẳng xong, hay cô Bích quê ở miền trong, cô Lan miền ngược, cô Xoan miền ngoài. Ngoài thì tít mãi tận ngoài Quảng Ninh, và còn rất là nhiều cô sinh, nghề y cũng có nhưng mà giáo viên thì rất là nhiều. Nhưng câu chuyện của bạn trẻ đã xảy ra trong một buổi chiều, khi anh gặp phải làng như uống phải một liều thuốc mê, và hỏi trong ánh mắt xà xê, nhìn trong ánh mắt thì họ đã phê nhau thật rồi. Kính thưa quý vị là như vậy. Và chính vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của đôi chú rể, với diện diện tuyệt vời của quan viên quan khách hai bên gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay, thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đôi dâu chú rể hãy đứng tại sân khấu, đứng tại chỗ ạ, để ra mắt quan viên quan khách hai bên gia đình với một tràng vỗ tay của toàn thể hư. Kính thưa quý vị, kính mến, không biết là quý vị có vừa rồi có để ý hành động của đôi dâu chú rể không ạ? Và đôi dâu chú rể đã nắm tay nhau và cúi chào thay cho những lời cảm ơn sâu sắc nhất của quý vị đã mất chút thời gian của mình trở về phòng cưới gia đình nhà trai trong buổi chiều ngày hôm nay. Không có một câu cảm ơn nào sâu sắc hơn, đó chính là một hành động cử chỉ của đôi dâu chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và kính thưa quý vị, kính mến, và trên sân khấu của gia đình nhà trai là chú rể Thế Trung trong bộ vest rất là sang trọng và lịch sự. Đặc biệt đứng bên rìa chú rể là cô dâu Thùy Linh trong tà váy cưới rất là xinh đẹp tuyệt trần. Và kính thưa quý vị, kính mến, và trong ngày vui, ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay, thì ban tổ chức xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau hướng tầm nhìn lên sân khấu. Những ai đang có chiếc điện thoại, sở hữu những chiếc điện thoại sang trọng và lịch sự nhất trên thế giới, thì chúng ta cùng nhau khẩn trương trở về sân khấu để ghi lại những khoảnh khắc chung đôi, trao gửi yêu thương của đôi dâu chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, kính mến, và ngày hôm nay đây, đôi dâu chú rể đã hiện diện tại gia đình nhà trai để cùng với ban tổ chức và cùng với quý vị tổ chức ngày vui, ngày trọng đại cho đoàn trẻ. Và đó là niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên, không có gì có thể là diễn tả hơn. Và để tiếp nối chương trình, thật đúng là tình yêu của đôi trai tài gái sắc trong buổi chiều ngày hôm nay được ví như trong ngàn ngày hoa trong vườn xuân, như tia nắng chói chang trong mùa hạ, như hương thơm ngào ngạt của mùa hoa sữa trong mùa thu, và đặc biệt hơn nữa là những ngọn lửa hồng sưởi ấm trong mùa đông. Để giờ đây đôi bạn trẻ đã cùng nhau chung sức chung lòng, chung chân chung gối, chung phong chung màn, chung luôn tiếng thở nơi than, chung liền hạnh phúc với một đàn con sinh. Và theo như thông tin từ ban tổ chức được biết thì tối qua chú rể của chúng tôi vẫn còn ngủ một mình, và tối nay nhất định anh sẽ có người tình nằm ở bên. Và cô dâu tại gia đình nhà gái, theo như thông tin mật báo của gia đình nhà gái, thì hôm qua cô dâu vẫn còn ngủ với bu, tối nay em lại phải xa bu mất rồi. Và thật đúng là công cha thì như núi ngất trời, mà nghe mẹ thì như nước ngời ngời biển đông. Và ngày hôm nay đã lên vợ lên chồng thì không thể thiếu được công ơn nuôi dưỡng của mẹ thầy. Và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và giới thiệu một vị đại diện họ nhà gái và một vị đại diện họ nhà trai sẽ đồng khởi thân trở lên sân khấu để hai bác có những lời trao dâu nhận rể, với một tràng vỗ tay của toàn thể quý vị dành cho hai bác đại diện trong buổi chiều nay. Ban tổ chức chúng cháu xin mời bác đại diện họ nhà trai sẽ đứng cạnh chú rể ạ. Xin mời đôi dâu chú rể đứng giữa ạ. Bác đại diện họ nhà trai sẽ đứng cạnh chú rể và bác đại diện họ nhà gái sẽ đứng cạnh cô dâu ạ. Kính thưa toàn thể các cụ ông của bà, và xin thưa toàn thể quý vị kính mến, và trên sân khấu của gia đình nhà trai là sự hiện diện của hai bác đại diện, thì đứng bên cạnh ban tổ chức là bác đại diện họ nhà gái, thì ban tổ chức cũng mong muốn làm sao bác có những lời căn dặn và cũng lời chào cô dâu trở về phòng cưới gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa toàn thể các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, anh em nội ngoại tộc của hai bên gia đình, kính thưa ông bà tăng gia, kính thưa toàn thể hội hôn. Các cụ đã nói trai khôn thì tìm vợ, gái khôn thì làm chồng. Và hôm nay ngày lành tháng tốt, ông bà Tuấn Tuyến
và ông bà Đăng Lèn sinh hạ hai cháu Trung Linh. Các cháu được gia đình nuôi dưỡng lớn trưởng thành, các cháu phát sinh ra tình bạn rồi tình cảm. Các cháu đã quyết định đi đến xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Và các cháu đã báo cáo lại hai bên gia đình. Và hôm nay, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự đồng ý của các cô, các ông, các bà, gia đình hai bên của cháu. Và gia đình họ nhà trai, buổi sáng hôm nay, sau các thủ tục thì dạ hỏi vào buổi sáng hôm nay, có lẽ xin được đón cháu Linh về làm dâu con của gia đình ông bà Đăng Lẹ và các cụ trong gia đình. Và giờ này, xin báo cáo cụ và được sự ủy quyền của ông bà Tuấn Tuyến và gia đình và nhà gái, chúng tôi chính thức qua một đoạn đường gần 150 km đã về đến Hưng Yên. Và giờ này, để cho gia đình tổ chức thành hôn cho hai cháu tại buổi lễ thành hôn của các cháu hôm nay. Cháu chúng tôi xin được thay mặt mọi nhà gái cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình họ nhà trai và tặng cái buổi lễ thành hôn của các cháu. Chúng tôi thay mặt họ nhà gái cùng đoàn đưa dâu chính thức là xin giao cho các cháu về làm dâu làm con của ông bà Đăng Lẹ và toàn thể gia đình của họ nhà trai. Kính thưa các cụ, cháu Linh và cháu Trung, mặc dù đã được gia đình nuôi cho cô lớn trưởng thành, song chắc chắn kinh nghiệm trong cuộc sống cũng còn ít. Song cái sự vun đắp của gia đình của chúng tôi cũng rất mong các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, gia đình trên cho nhà trai sẽ chỉ bảo thêm cho các cháu. Tại cái buổi lễ thành hôn hôm nay, thay mặt cho bố mẹ, anh em gia đình, họ tộc bên họ nhà Thái cũng mong muốn đối với các cháu hãy yêu thương nhau, thế và chọn đời chọn kiếp bên nhau, thế và với cái kết quả tình yêu của mình sẽ đơm hoa kết trái và sẽ sinh ra những đứa con để vun đắp, để chứng minh tình cảm của mình đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ, sự đùm bọc, sự vun đắp của cô dì chú bác anh em nội bộ học. Và tại buổi lễ thành hôm nay, chúng tôi rất mong muốn tình cảm của hai gia đình tham gia ngày càng gắn kết, mong muốn các cụ và các bà bên họ nhà trai sẽ cùng với gia đình bên họ nhà gái chúng tôi hôn nhắn hôn chồng để cho tình cảm của các cháu ngày càng bền chặt, mãi mãi trọn đời trọn kiếp trong lập hạnh bên nhau. Và kính thưa toàn thể các cụ, có lẽ là thời gian cũng còn rất ít, còn chúng tôi trở về tại Cẩm Khê. Chúng tôi xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các ông, cụ bà, cô dì, chú bác, anh em nội bộ của hai bên gia đình luôn mạnh khỏe, và chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, và chúc lễ thành hôn của hai cháu Trung Linh được thành công rực rỡ. Cảm ơn. Cháu xin cảm ơn những lời phát biểu và tâm tư của bác đại diện nhà gái. Và điều nói đầu tiên, bác chân thành cảm ơn đến sự đón tiếp rất là lòng hậu của gia đình nhà trai chúng ta. Và điều thứ hai, bác căn dặn đôi dâu chú rể một câu rằng là từ nay trở đi, hai bạn trẻ phải sống làm sao cho bên tình, bên hiếu, trọn vẹn cả đôi đường. Chồng giận là vợ phải bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa thì muôn đời chẳng bao giờ khê. Ban tổ chức cho cháu xin thay mặt cho đôi dâu chú rể xin được cảm ơn bác đại diện nhà gái rất là nhiều ạ. Và xin kính chúc bác được hưởng vinh hoa phú quý, nhà lầu xe hơi, tới bên bác gái thành thôi, ngày bác bước diện, bác cứ xui với tỷ đà. Kính chào toàn thể các ông, của bà, và xin thưa toàn thể quý vị kính mến, vừa rồi quý vị đã lắng nghe những lời phát biểu tâm tư và tình cảm của bác đại diện nhà gái. Phải nói là nuôi con thì chúng ta để ước về sau, mà nuôi con khôn lớn mong ngày kết duyên, con gái là con người ta, con dâu đích thực mẹ cha đưa về. Và cô dâu ơi, hôm nay em đã về làm dâu, làm cha làm mẹ cũng có đôi câu dặn dò, mà qua sông thì nhớ tới bến đò, làm cha làm mẹ cũng dặn dò lấy vài câu. Nhà gái thì mới phát biểu xong, nhà trai của chúng ta cũng có đôi câu để đáp đời. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời những lời phát biểu và tâm tư của bác đại diện nhà trai ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai họ,
Và kính thưa các cụ, các ông, các bà bên phía họ nhà gái, hôm nay họ nhà trai chúng tôi đã đón cháu Linh về làm dâu, làm con, làm cháu của các gia đình đạo tộc chúng tôi. Trước hết tôi không biết nói gì hơn hết, chỉ biết là cảm ơn các cụ, các ông, các bà không quản đường xá xa xôi từ Phú Thọ đưa cháu về để thứ nhất là về làm dâu, làm con của ông bà đang đặt, và làm cháu, làm em của các anh các chị ở đất Hưng Yên chúng tôi. Chúng tôi không biết nói câu gì, chỉ biết là kính chúc các cụ, các ông, các bà về bên phía họ nhà gái đã không quản đường xá xa xôi mang cháu về đất Hưng Yên quê hương chúng tôi để hôm nay thì tổ chức các cho lễ thành hôn hai cháu. Chúng họ nhà trai chúng tôi có nhà ý là mời các cụ, các ông, các bà sau giờ tổ chức món nán lại gia đình sơi nước cơm và chúng tôi cùng với họ nhà trai chúng tôi. Tôi không biết nói gì hơn hết, kính chúc các cụ, các ông, các bà hai họ mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị, kính mến, qua 101 lời phát biểu của hai bác thì hai bác cũng mong muốn làm sao cho dâu hiền nên gái mà dậy hiền nên trai, trai tương vợ là phải hăng say công tác mà gái tương chồng là phải trung hậu đảm đang để kết chặt thêm tình thông gia hai bên gia đình. Thì ban tổ chức cho cháu xin mời hai bác sẽ bắt tay nhau một cái để gắn kết chặt tình thông gia từ nay trở đi hai bên gia đình chúng ta thêm một phần gắn kết, gắn kết tình cảm. Và xin mời hai bác trở lại vị trí ạ. Kính thưa quý vị, kính mến, và để tiếp nối chương trình mừng hạnh phúc trong năm cho đàn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng hướng tầm nhìn lên sân khấu để chứng kiến những phút giây đăng quang, những phút giây hạnh phúc, những phút giây tuyệt vời được cô đơn trẻ sẽ dành tặng cho nhau những trao gửi yêu thương tại gia đình nhà trai. Và theo như tầm nhìn của quý vị cũng biết rằng trên sân khấu của gia đình nhà trai chúng tôi đã chuẩn bị những bàn tiệc bánh và những bàn tiệc rượu rất là sang trọng và lịch sự, đặc biệt là ba chiếc bánh này mà chú rể cất công bay từ đây sang nước Nhật Bản Rapa để mua với giá 12.000 đô la. Và đặc biệt nhất là trên sân khấu của gia đình nhà trai chúng tôi cách đây cách chừng một tháng thì ban tổ chức có thấy chú rể Thế Trung là có đặt một vé máy bay bay từ sân bay Nội Bài trở sang Paris nước Pháp để mua hai chai rượu sâm panh. Ngày hôm nay đây minh chứng cho tình yêu và cũng là công sức của chú rể dành cho cô dâu, thì chú rể của chúng tôi đã chuẩn bị hai chai rượu sẵn trên bàn để cùng với cô dâu rót lên chiếc tháp ly tình yêu. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng chứng kiến đôi dâu chú rể sẽ trở sang bàn rượu chúng tôi ạ. Xin mời anh chị sẽ trở sang bàn rượu mà chúng tôi đã chuẩn bị hai chai rượu sâm panh tại sân khấu. Và kính thưa quý vị kính mến, và tổ chức xin mời đôi dâu chú rể hãy cùng cầm một chai rượu lên ạ. Và sau đó chú rể Thế Trung sẽ mở hai chai sâm rượu ra và sau đó sóc thật là mạnh lên. Và sau đó xin mời hai chị sẽ cùng nhau tay trong tay vui chai sâm banh trong ngày vui hạnh phúc. Vâng, xin mời chú rể sắp thật là mạnh lên và hướng về phía khán giả. Những ai may mắn được dính những giọt rượu hồng trong buổi chiều ngày hôm nay, những cô gái chưa có người yêu chuẩn bị lấy chồng, những chàng trai chưa có người yêu thì cuối năm nay hoặc đầu sang năm sẽ được lấy vợ. Và kính thưa quý vị kính mến, chai rượu đầu tiên đã được mở ra. Xin mời chú rể và cô dâu tay trong tay rót lên chiếc tháp ly tình yêu. Và kính thưa quý vị kính mến, những giọt rượu hồng đang sục sôi tôn trào tại gia đình nhà trai, minh chứng cho tình cảm tuyệt vời, mạch máu của đôi dâu chú rể đang hòa quyện vào với nhau. Và từ nay trở đi hai bạn trẻ sẽ cùng chung một nhà, chung cha, chung mẹ, chung ông, chung bà trong buổi chiều nay. Kính thưa quý vị kính mến, con người là phải có cặp có đôi, chai rượu của chúng tôi cũng như vậy. Xin mời cô dâu và chú rể cùng khui chai rượu sâm banh thứ hai. Kính thưa quý vị kính mến, và chai rượu đầu tiên đã được khui ra và sau đó đã rót lên chiếc tháp ly tình yêu.
và đó chính là tượng trưng cho tình cảm của chú rể dành cho dâu, và chai rượu hai tượng trưng cho tình cảm của cô dâu dành cho chú rể. Người ta bảo là rằng là có đi có lại thì mới toại lòng nhau, và ngày hôm nay hai chị đã cùng nhau xây một mái ấm mới, một hạnh phúc mới, một cuộc sống mới, và những với những giọt rượu hồng trong buổi chiều ngày hôm nay minh chứng cho tình yêu đó. Và sau đó xin mời hai chị sẽ bớt lại một chút rượu ạ, và rót lên hai chiếc ly mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn để hai chị cùng uống ly rượu ra bôi trong ngày vui, ngày hạnh phúc. Xin mời chú rể Thế Trung sẽ cùng rót ra hai chiếc ly mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn và cùng nâng lên cho cô dâu một ly và dành cho chú rể một ly. Sau đó anh chị sẽ ngoảnh một góc 45 độ bảy vào với nhau, và tay cô dâu sẽ ngoằn vào tay chú rể. Hai chị sẽ cùng 1, 2, 3 sẽ cùng uống ly rượu sau bôi. 1, 2, 3 với một tràng vỗ tay của toàn thể hơi ôi. Kính thưa quý vị kính mến, và những giọt rượu hồng trong buổi chiều ngày hôm nay cũng khép lại chương trình rót rượu. Và tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin mời anh chị sẽ trở sang bàn bánh của chúng tôi. Và bánh này là bánh nghĩa, bánh tình, sáng như trăng sáng giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra để mời quan viên hai họ bốn nhà chúng ta đều được ăn ạ. Và trên sân khấu của gia đình nhà trai chúng ta đã chuẩn bị một con dao rất là xinh xắn và nhỏ nhắn mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Xin mời chú rể và cô dâu cắt chiếc bánh dưới cùng ạ. Kính thưa quý vị mến, một chiếc bánh này là tượng trưng cho trời. Và xin mời hai chị sẽ cùng cắt chiếc bánh thứ hai, và chiếc bánh này là tượng trưng cho đất. Và sau đó đôi dâu chú rể sẽ cùng cắt chiếc bánh thứ ba, tượng trưng cho tình yêu lòng trung thủy. Xin mời anh chị. Vâng, chiếc đầu tiên đã được cắt ra, xin mời anh chị sẽ cắt chiếc bánh thứ hai ạ. Và kính thưa quý vị kính mến, có trời có đất thì mới có tạo ra được con người, mới tạo ra được tình yêu nam nữ. Xin mời anh chị sẽ cắt chiếc bánh thứ ba, đó là chiếc bánh chi ngọt sẻ bùi. Và từ nay trở đi, đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau chia cho nhau những gì hạnh phúc nhất, vui có, buồn có, những gì thăng hoa, thăng trầm trong cuộc sống. Thì hai chị sẽ cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những sóng gió bão tố trong cuộc đời, và để đi đến những chặng đường đầy hoa hồng. Và kính chúc quý vị kính mến, và vừa rồi quý vị được chứng kiến đôi dâu chú rể đã rót ly rượu và cùng cắt chiếc bánh gato mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Chương trình tiếp theo, ban tổ chức xin được phỏng vấn là cô dâu có đói không chị? Ôi chưa đói, đi từ sáng đến giờ chắc là bây giờ cũng ngâm ngấm đói rồi, tí nữa thì ăn cơm. Thôi thì bấy như thế này ạ, để tí nữa được ăn cơm ngon miệng hơn, và để tí nữa được tiếp đón toàn thể quý vị một cách chu đáo và nhiệt tình hơn, thì ngay sau đây ban tổ chức xin mời chú rể. Xin mời anh Trung nhắm một miếng bánh nào mà anh cảm thấy ngon nhất dành cho người vợ của mình, được không ạ? Chống đói từ giờ đến chiều đúng không ạ? Vâng, xin mời anh Trung sẽ nhắm một miếng bánh nào ngon nhất và đút cho người vợ thân thương của mình trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị mến, nghi thức cắt bánh đó chính là thể hiện hai chị sẽ chia ngọt sẻ bùi. Có những cái gì ngọt ngào nhất, những có gì lãng mạn nhất dành cho nhau. Và xin mời chú rể xúc một miếng bánh rất là nhỏ nhỏ dành cho cô dâu ạ. Cô dâu bắt cha mồm cho rất là to, và một miếng đầu tiên đã được cô dâu ăn rồi ạ. Và tiếp theo chương trình, để chống đói cho chú rể thì ban tổ chức cũng yêu cầu cô dâu dành một miếng bánh nho nhỏ cho ngày vui ngày phúc dành cho người chồng lý tưởng của mình trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Xin mời chị. Cùng đứng giữa sân khấu ạ. Tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng tầm nhìn lên sân khấu để chứng kiến đại gia đình nhà chú rể sẽ có những món quà ý nghĩa nhất, những món quà tuyệt vời nhất dành cho trẻ trong ngày cưới hôm nay đây.
ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bà nội của chú rể lên cùng món quà trao cho cháu ạ. Xin được trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý vị kính mến, và ngày hôm nay cháu Thế Trung của bà đã đi lấy vợ và có một thêm một cháu dâu mới, Hoan Thảo Hiền. Bà rất là vui mừng trong ngày vui ngày trọng đại của hai cháu, thì bà đã có chuẩn bị những món quà nho nhỏ, những món quà ý nghĩa nhất dành cho hai cháu trong ngày vui. Xin được trân trọng kính mời bà. Vâng, kính thưa quý vị kính mến, món quà tuy rằng là nhỏ nhưng mà tấm lòng son ạ. Và bà dành tặng cho hai cháu để là để nuôi của chất của bà sau này. Và ngày hôm nay trở đi, bà đã căn dặn đôi chú rể một câu rằng là từ nay trở đi hai cháu phải sống với nhau làm sao cho trăm năm tình viên mãn mà bạc đầu nghĩa phu thê. Và một tràng vỗ tay cho bà nội của chú rể ạ. Vâng, xin cảm ơn bà. Rất là tình cảm đúng không ạ? Kính thưa quý vị kính mến, là ngày hôm nay bà có một cháu dâu vừa xinh đẹp vừa hiền lành, nhất là không có gì quý hơn. Bà rất là vui mừng và ban tổ chức xin cảm ơn bà. Và xin mời bà trở lại vị trí để gia đình được đón tiếp ạ. Và tiếp với chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng bố và dì của chú rể lên có món quà trao cho hai con trong ngày vui ngày hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và ngày hôm nay bố và con là gì của chú rể có những món quà ý nghĩa nhất, những món quà tuyệt vời nhất trao cho hai con trong ngày vui ngày hạnh phúc trong này. Vâng, ban tổ chức xin được cảm ơn bố và con là gì của chú rể ạ. Quý vị có thể dành tặng cho bố vợ gì của chú rể một tràng vỗ tay nhiệt tình đó ạ. Xin cảm ơn quý vị ạ. Tiếp lời chương trình, điều đặc biệt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị kính mến, xin mời quý vị chúng ta cùng chứng kiến mẹ của chú rể có một món quà trao cho hai con trong ngày vui ngày hạnh phúc trong đại tuyệt vời như ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính mến, và ngày hôm nay đây bố cũng là dì và cũng là mẹ của chú rể có những món quà trao cho hai con trong ngày vui ngày hạnh phúc. Và đầu tiên con trai đi đến vợ thì bố mẹ chẳng có gì ngoài những vàng và bạc cả. Và ngày hôm nay đây mẹ của chú rể định tặng cho chú rể 50 cây, nhưng hôm nay bác mới dồn được 29 cây rưỡi ạ. Kính thưa quý vị kính mến, món quà tuy rằng là nhỏ nhưng mà tấm lòng son bố mẹ dành tặng là để cho bạn trẻ nuôi con sau này. Xin được cảm ơn bác, xin được trân trọng kính mời bác trở lại quân trường cưới để tiếp đón quan viên quan khách của gia đình nhà này. Tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời chú Thông Luân sẽ lên sân khấu chào và cho hai cháu trong ngày vui hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời chú ạ. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời chú Thông Luân và cô Ngân, cô Bình Bằng sẽ lên sân khấu để trao quà cho hai cháu trong ngày vui ngày phúc. Xin được trân trọng kính mời các cô chú ạ. Kính thưa quý vị kính mến, và phải nói là rất là vui trong ngày đại thủy của chú rể Thế Trung và cô dâu Thúy Linh được đại gia đình trao cho những món quà ý nhất, những món quà
tuyệt vời nhất trao cho hai con cũng là hai cháu trong ngày vui hạnh phúc trong đài ngày hôm nay. Và xin mời các cô các chú có những món quà nhỏ nhỏ, những món quà ý nghĩa nhất thì xin mời hai cô chú sẽ cùng trao cho hai cháu để ngày hôm nay đánh dấu một mốc quan trọng, đó là ngày vui cả đời của đôi dấu chữ này. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho các cô chú của gia đình chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và tiếp nối chương trình điều đặc biệt tiếp theo ban tổ chức muốn gửi tới quý vị, đó chính là xin mời vị chúng ta cùng chứng kiến em gái của chú rể có món quà trao cho anh chị trong ngày vui ngày hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị kính mến, và ngày hôm nay anh trai đã đi lấy vợ và có một thêm chị dâu mới, và ngày hôm nay gia đình đại gia đình có một thêm một thành viên mới, thì em gái của chú rể đã chuẩn bị những món quà ý nghĩa nhất, những món quà tuyệt vời nhất trao cho anh chị trong ngày vui ngày hạnh phúc. Một tràng vỗ tay dành cho tình cảm anh em ạ. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đôi dâu chú rể đứng lên sân khấu ạ, để cho toàn thể hôn trường cưới đứng phía dưới có thể nhìn rõ hơn ạ. Xin mời cô dâu và chú rể ạ trở về sân khấu ạ. Xin mời anh chị sẽ đứng lên sân khấu độ cao nhất ở trên này để cho toàn thể quý hôn ở phía dưới có thể nhìn được thấy ngày vui ngày phúc trong đài của anh chị trong ngày cưới hôm nay ạ. Kính thưa quý vị kính mến, và vừa rồi quý vị được chứng kiến, cũng là ban tổ chức được chứng kiến là đôi dâu chú rể được tặng cái gì ạ? Toàn là vàng. Vàng thì ai được thích đúng không ạ? Ngày hôm nay được tặng nhiều quà quá. Thì em xin được hỏi anh Trung là anh có thấy cảm thấy xúc động và sung sướng không ạ? Anh không biết nói gì hơn, lúc này cảm ơn sự quan tâm của gia đình, cảm ơn sự quan tâm của ông bà, ông ngoại hai bên, và cái sự có mặt của tất cả các anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè đã bớt chút cái thời gian quý báu và đến chung vui lúc như hai vợ chồng của gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều. Vâng, xin một tràng vỗ tay dành cho những lời cảm ơn sâu sắc nhất của chú rể dành cho toàn thể quý vị ạ. Thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng chứng kiến đôi dâu chú rể sẽ trao cho nhau một kỷ vật trong ngày cưới, đánh dấu một mốc quan trọng, đó chính là ngày hôm nay là buổi lễ thành hôn. Và từ ngày hôm nay đây, anh Trung đã có vợ và cô Linh thì đã có chồng. Và xin mời anh chị sẽ cùng rút ra một chiếc nhẫn để trao cho cô dâu ạ. Và chiếc nhẫn này là một vật hình tròn không bao giờ có điểm dừng lại. Khi đeo vào ngón tay áp út của nhau thì anh chị sẽ sống với nhau suốt cả cuộc đời. Đã có nhà thơ nói rằng là ngày xưa nhẫn cỏ trao em, ngày nay vàng bạc chất đầy lòng chị Linh đây. Vàng này vàng mới bóc tem, vàng bốn con chín đính kèm kim cương, nhẫn trao nỗi nhớ liềm thương. Và em tin tối nay trước giường anh chị phải gây lần lắm anh Trung nhá. Và xin mời chú rể trao cho dâu chiếc nhẫn cưới trong ngày vui hạnh phúc ạ. Kính thưa quý vị kính mến, và ngày hôm nay đây để đánh dấu một mốc quan trọng của cuộc sống của mình thì anh chị đôi dâu chú rể Thế Trung và Thùy Linh đã trao cho nhau một kỷ vật. Xin mời các dâu trao cho chú rể chi nhẫn tình yêu và hạnh phúc. Lắm nhẫn quá mà nó xít nó thì tuột. Đấy, kính thưa quý vị kính mến, mà vừa rồi đôi dâu chú rể đã trao cho nhau, đó là một đôi cặp nhẫn cưới rất là sang trọng và lịch sự. Và ngày hôm nay ban tổ chức xin được phỏng vấn chú rể là chú rể yêu cô dâu được mấy năm rồi anh? Thời gian nhiều lắm ạ. Thế anh chị yêu nhau đã được một năm chưa ạ? Hay là vài tháng ạ? Lấy vợ đi. Cặp thì là
hai vợ chồng vừa yêu vừa quen nhau là em không biết là thời gian ngắn là bao nhiêu, hoặc người ta yêu nhau 5-70 năm em không cần biết. Quan trọng của cái tình yêu suốt cuộc lại phải tiến tới buổi lễ thành hôn, đúng không ạ? Yêu nhau lâu mà không lấy được nhau thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và yêu nhau ít nhưng mà đến được với nhau, thông cảm được với nhau, đó là một tình yêu đích thực. Và thì em xin được phỏng vấn anh Thế Trung như thế này ạ. Từ ngày anh quen chị Thùy Linh đến bây giờ, hỏi thật anh nhé, anh phải khai thật đấy, đã bao giờ anh được cô dâu hôn chưa ạ? Chưa. Rồi á? Rồi. Em hỏi cô dâu đã bao giờ chị được anh hôn chưa? Đi băng ngăn sao đi băng ngăn ơi. Rồi luôn. Thế này hôn nhau rồi à? Thế để xem là đính chính xem là hành động cũng lời nói của đôi dâu chú rể có giống nhau hay không. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng xem đôi dâu chú rể có hôn nhau chuyên nghiệp hay không thì quý vị biết. Và thế này, ban tổ chức xin mời chú rể ngoảnh sang phía cô dâu và cô dâu ngoảnh sang phía chú rể ạ. Và tay cô dâu đặt lên hai bờ vai vững chắc của chú rể và tay chú rể ôm eo cô dâu. Được ạ. Trước khi hôn, ban tổ chức khuyến cáo các em nhỏ dưới 16 tuổi nhắm mắt lại hoặc ngoảnh ra phía đằng sau để tránh tình trạng chúng ta phê không chịu được. Và ban tổ chức xin phép các cụ ông cụ bà, xin phép toàn thể các cô dì chú bác để cho đôi trẻ được tự ý hôn nhau ạ. Kính thưa quý vị, kính mến, trước khi hôn thì ban tổ chức xin được chia sẻ với anh Thế Trung là như thế này ạ. Trước khi hôn, cơ thể chúng ta phải tả thật lòng, mắt không được nhắm chặt, môi không há như miệng lùi, để tránh tình trạng lưỡi rơi cổ họng không móc được ra. Anh Trung nghe rõ chưa ạ? Ôi rồi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chú rể đã đọc xong và chỉ còn thực hành thôi ạ, đúng không? Và xin mời quý vị chúng ta cùng chứng kiến đôi dâu chú rể sẽ trao cho nhau một nụ hôn đầu tiên tại gia đình nhà trai. Và ngay sau đây, từ đó em xin hỏi anh Trung, anh muốn vợ anh hôn anh hay là anh hôn vợ anh trước ạ? Anh nghĩ là anh sẽ phải chủ động hôn vợ trước. Ok, được rồi, anh chủ động hôn trước thì tí nữa để gỡ lại bàn thắng một đều cho gia đình nhà gái, em sẽ có chiêu trò như này. Và ngay sau đây, một quả đá phạt trực tiếp tại khung thành thủ môn mồm của cô dâu cách chừng 5cm với một hàng tiền vệ răng dày đặc của cô dâu. Không biết chú rể có gỡ lại bàn thắng 1-0 cho gia đình nhà trai không ạ? Nếu mà quý vị chúng ta, ban tổ chức sẽ đếm từ 1 đến 3. Quý vị nào vỗ tay khi nào ngừng nghỉ thì chú rể mới thôi cô hôn cô dâu. Đúng không? Đúng không ạ? Chuẩn bị nào. 1, 2, 3, xin mời! Rất là không rất là tuyệt vời ạ. Hôn chưa anh? Hôn chưa ạ? Anh hôn vợ rồi. À, anh hôn rồi ạ. Vâng, em cũng chưa được nhìn thấy. Nhưng mà thôi, chắc là mọi người cũng có người nhìn thấy rồi. Nhưng em cứ mãi nhìn xem là người ta hội hôn người ta có vỗ tay nhiều hay không ạ. Em như thế này ạ, người ta bảo có đi có lại mới toại lòng nhau. Vừa rồi mà với bàn thắng 1-0 cho gia đình nhà trai rồi thì không thể nào cô dâu lại không đáp lại một đều cho gia đình nhà gái ạ. Thế bây giờ để lấy lại cũng là tinh thần, tí nữa ra gia đình nhà gái đi về trên gương mặt thân thương của phái đoàn gia đình nhà gái nở một nụ cười rạng ngời và có một câu nói là hoan hô gia đình nhà gái chúng ta gỡ lại bàn thắng 1-0 rồi thì cô dâu đồng ý hôn chú rể nhá. Nát nát. Kính thưa quý vị, kính đến cô dâu rất là ngại ngùng, nhưng điều đặc biệt nhất cái nụ hôn này đó chính là lấy lại thể diện và lấy lại những nụ cười của gia đình nhà gái thì cô dâu chắc chắn là phải đồng ý rồi, đúng không ạ? Và ngay sau đây xin mời chú rể lại ngoảnh sang phía cô dâu ạ. Lần này ban tổ chức yêu cầu chú rể Thế Trung đứng im, mắt lim dim, con tim ngừng đập 5 phút không được thở, để cho dâu xong đi vào vỡ lại bàn thắng 1-0. Và xin mời vị chúng ta cùng chứng kiến nụ hôn. Cái gì đấy ạ? Ôi dồi ôi, hôn rồi ạ? Hôn chưa ạ? Hôn chưa? Chưa. Ôi đấy rồi, chưa hôn đâu. Ban tổ chức chưa đếm 1-2-3. Và khi nào người ta bảo đếm 1-2-3 mới hôn nhau được hôn. Hôn như này người ta gọi là hôn trộm, hôn tính, đúng không ạ? Em xin mời anh chị lại ngoảnh mặt vào nhau. Không biết là cô dâu hôn chưa nhưng ban tổ chức chưa nhìn thấy. Vâng, như này nhá. Cô dâu cứ bình tĩnh thôi chị ơi. Em biết là chị hôn anh rồi nhưng mà em đếm từ 1 đến 3 thì chị mới được hôn không? 1, chuẩn bị. Luôn, tiếp theo ban tổ chức xin được đặt tên cái xinh như đóng linh như thế này em. Vỗ tay hôn nhau ngay bây giờ. 1, 2, 3, xin mời. Xin mời anh chị sẽ trở lại sân khấu và xin mời ban tiết tân chuẩn bị cho đôi dâu chú rể.
những tách trà thơm ngon nhất để đôi dâu chia sẻ. Tiếp đón quân viên quân khách hai bên gia đình, xin được trân trọng kính mời anh chị ạ.